Xin chào, mình là Vô Lý và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Game On. BioShock vốn là một cái tên nổi tiếng với số đông game thủ trên thế giới. Được coi như một trong những dòng game kế thừa triết lý về Immersive Sim, BioShock đã gặt hái được nhiều thành công, nhất là phiên bản đầu tiên ra mắt năm 2007. Rất nhiều người đã coi BioShock là một trong những game xuất sắc nhất từng được làm ra. Tuy nhiên, dù thật sự là một trải nghiệm đáng giá và chất lượng, BioShock vẫn còn gặp phải vài vấn đề lớn trong cách dung hòa giữa hai yếu tố, kể chuyện và gameplay. Vậy thì rốt cục, vấn đề của BioShock là gì? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu trong video ngày hôm nay cùng Samurai. Ok, game on! Thực ra mà nói, BioShock là một game hay, nếu không muốn nói là khá xuất sắc. BioShock đã làm được một điều mà ít tác phẩm nào có thể làm được, đó là khiến cho người chơi phải tự đặt cho mình những câu hỏi xuyên suốt quá trình chơi. Vì vậy, đáng tiếc là những câu trả lời mà BioShock đưa ra cho những câu hỏi kia còn khiến chúng ta rối ren hơn, thậm chí khó chịu và cảm giác như bị lừa. Nói một cách thẳng thắn thì BioShock dường như vướng phải một sự mâu thuẫn giữa hai vai trò, một tựa game và một câu chuyện. Với việc để những yếu tố liên quan đến cốt truyện và gameplay ở hai hướng gần như là đối nghịch nhau, game dường như cố gắng đánh lừa người chơi bằng những ảo tưởng mà nó tạo ra. Sự thiếu nhất quán giữa cốt truyện và gameplay đã dẫn tới việc người chơi khó có thể cảm nhận được sự kết nối cần có giữa hai yếu tố này. Và Shock đã buộc người chơi phải đưa ra hai lựa chọn, hoặc là bỏ game nếu khó chịu vì điều đó, hoặc là miễn cưỡng chấp nhận một sự thật rằng nó không thể cùng lúc thỏa mãn được hai vai trò một cách thống nhất, một tựa game và một câu chuyện. Đến cuối cùng, động lực để hoàn thành game gần như không phải vì bản thân tựa game, mà vì suy nghĩ, thôi lỡ rồi thì đành cố gắng hoàn thành cho xong. Vậy thì sự mâu thuẫn này là gì? Và vì sao mà nó có thể phá hỏng tính nhất quán của tựa game đến vậy? Và Shock là một tựa game nói về mối quan hệ giữa tự do và quyền lực. Về cơ bản, game là một sự diễn giải và phê bình chủ ngh�ia khách quan. Khía cạnh của chủ nghĩa khách quan mà BioShock muốn tiếp cận, nguyên tắc đạo đức chính của con người là đi tìm hạnh phúc hoặc tư lợi hữu lý cho chính mình. Hệ thống xã hội duy nhất phù hợp với căn bản đạo đức đó là sự tôn trọng quyền lợi cá nhân thực hiện. Thông điệp mà game muốn truyền tải thì hết sức rõ ràng. Quan điểm của mỗi cá nhân, mỗi người về đạo đức hoặc là về cái tốt, xấu chỉ là sự tự huyễn hoặc. Bên cạnh đó, các quyền lực mà ta có được từ sự tự do tuyệt đối rồi cũng sẽ bị vấy bẩn và sau cùng nó sẽ hủy hoại chúng ta. Nhìn chung thì ngay từ đầu, game đã đưa cho chúng ta hai sự thỏa hiệp. Cái đầu tiên là những thỏa hiệp về mặt gameplay. Về cơ bản, nó là quá trình tìm kiếm sức mạnh để có thể đi tiếp. Những sự thỏa hiệp về mặt gameplay này phù hợp với những giá trị cơ bản về sự tự lợi trong chủ nghĩa khách quan. Những quy tắc mà game xây dựng chính là làm những gì có lợi nhất với bản thân mình là nhân vật người chơi ấy, không cần quan tâm đến gì khác. Đây là quy tắc cơ bản và thường thấy trong game chơi đơn khi mà gần như tất cả các nhân vật khác trong game đều có ít xung đột với người chơi. Tuy nhiên, cũng cần phải chỉ ra một điều rằng BioShock đã cố gắng kết nối, hay đúng ra là gần như là bắt buộc thỏa hiệp về mặt gameplay này để gắn những yếu tố liên quan đến cốt truyện. Ở đây là hình tượng các Little Sisters. Bằng cách này, người chơi có thể dễ dàng hiểu được những gì mà game muốn nói, làm gì có lợi nhất với bản thân. Ở đây có thêm Adam, không cần quan tâm đến kẻ khác thông qua việc hấp thụ chúng từ cơ thể của các Little Sisters. Do vậy, những thỏa hiệp về gameplay đã giúp chúng ta nhanh chóng có được cái chủ đề mà game muốn truyền tải bằng những cơ chế của nó. Game đã khiến chúng ta cảm thấy như mình là một kẻ máu lạnh khi dừng dưng trước số phận của các Little Sisters, những người mà lúc ấy ta cho rằng không thể cứu chữa được nữa. Việc hấp thụ hết Adam từ cơ thể của các Little Sisters để phục vụ cho lợi ích cá nhân của người chơi là một sự lựa chọn hợp lý nếu xét theo mặt cơ chế gameplay, và đồng thời nó cũng là lựa chọn đúng đắn nếu xét theo lý trí. Đây là điều mà tựa game cần làm để người chơi trải nghiệm, cảm nhận và nắm bắt được ý nghĩa của một vài triết lý xã hội, những thứ mà bình thường hẳn là chúng ta vốn sẽ chẳng hề bận tâm đến. Vậy để thành công trong việc này, tựa game cần phải làm sao đó để chúng ta có thể dung nạp được mớ triết lý khó nhằn này. Hơn thế nữa, nó nên khiến cho người chơi phải chịu đựng áp lực đến từ hệ thống gameplay lẫn câu chuyện của game, để rồi cuối cùng rơi vào hoàn cảnh phải đưa ra những lựa chọn khó khăn về mặt lý trí như đã nói ở trên. Nhưng đáng tiếc thay, khi kết hợp những thỏa hiệp về mặt gameplay với thỏa hiệp còn lại, tựa game bắt đầu đổ vỡ. Thỏa hiệp thứ hai là những thỏa hiệp về mặt cốt truyện. Ở đây cụ thể là Tuji giúp đỡ Atlas để có thể đi tiếp. Nói về thỏa hiệp cốt truyện, ở đây chúng ta có 3 vấn đề cơ bản. Đầu tiên, thỏa hiệp này không khớp với giá trị cốt lõi của lợi ích cá nhân, thứ mà game đang muốn mô tả. Tư duy giúp đỡ người khác có vẻ là tư duy đúng đắn nếu xét theo mặt cốt truyện. Thế nhưng cái mệnh đề trái ngược lại mới chính là thứ mà cơ chế của game muốn mô tả,
Thứ hai, cốt truyện mô tả rằng Atlas và Ryan là hai kẻ đối đầu với nhau. Thế nhưng với việc chấp nhận làm theo những quy tắc mà game đặt ra về mặt cơ chế gameplay, dường như nhân vật chính đang giúp đỡ Ryan. Vậy thì tại sao lại phải làm theo lời của Atlas? Tại sao ta phải giúp hắn cản Ryan, giúp hắn giết chết Ryan? Thực tế chỉ ra rằng những triết lý của Ryan mới là kim chỉ nam cho hành động của nhân vật chính nếu xét dưới góc độ gameplay. Thứ ba, những thỏa hiệp về mặt cốt truyện không hề giúp chúng ta lựa chọn điều gì hết. Game bắt người chơi phải giúp đỡ Atlas thì câu chuyện mới có thể tiếp tục, cho dù những hành động của chúng ta trong gameplay đi ngược lại với điều đó. Muốn chơi tiếp, chúng ta phải nghe lệnh của Atlas, không còn lựa chọn nào khác, bởi vì game đâu có cho chúng ta quyền chọn về phe của Ryan. Vấn đề này rất nghiêm trọng, bởi vì về mặt cơ chế, game cho người chơi toàn quyền tự do lựa chọn có quyết định theo tiếp cận chủ nghĩa khách quan hay không. Điều này được thể hiện qua việc chúng ta đối xử với các Little Sister như thế nào. Tuy nhiên, dưới những thỏa hiệp về mặt cốt truyện, người chơi lại không có được sự tự do tương tự trong việc chọn giúp đỡ Atlas hay không. Dưới những thỏa hiệp về gameplay, nếu chấp nhận đi theo cách tiếp cận của chủ nghĩa khách quan, chúng ta có thể thu thập Adam từ cơ thể của các Little Sisters. Nếu từ chối đi theo hướng đó, chúng ta có thể giải cứu họ. Trong cốt truyện, nếu bác bỏ cách tiếp cận của chủ nghĩa khách quan, chúng ta có thể giúp đỡ Atlas chống lại Ryan. Nhưng nếu chúng ta muốn chấp nhận cách tiếp cận đó thì lại không được. Game không cho phép điều đó. Cách duy nhất là ngừng chơi. Mà như thế thì còn nói làm gì nữa? Đó chính là sự mâu thuẫn mà chúng ta đang nói đến. Nó thực sự gây khó chịu. Nhưng tạm thời bỏ qua sự khó chịu đó, hãy cứ cho rằng chúng ta phải bỏ qua mâu thuẫn này đi. Nhưng mà thế thì chúng ta nói về game như thế nào? Được thì nó là một tựa game có cơ chế gameplay rất tuyệt vời. Vậy đây là tôi sẽ bỏ qua sự thật là câu chuyện ép buộc tôi làm những thứ không hợp lý cho lắm. Cũng phải cố gắng lắm, chúng ta mới có thể bỏ qua được sự khó chịu đó. Nhưng nếu nhắm mắt xuôi tay thì mọi thứ sẽ ra sao? Có một điều chúng ta cần biết, có rất nhiều game áp đặt cốt truyện lên người chơi. Bioshock cũng vậy, điều này không có gì là lạ lẫm. Thế nhưng về cuối game, khi ta biết được sự thật rằng lý do chúng ta phải giúp đỡ Atlas không thuộc về cái hạn chế trong thỏa hiệp về cốt truyện, mà lại là một sự bắt buộc hoàn toàn, sự khó chịu quay lại. Và giờ nó gần như là trở thành một sự sỉ nhục tới người chơi. Để tận hưởng game, chúng ta đã loại bỏ đi những sự hoài nghi về cốt truyện. Nhưng với cú twist này, chúng ta gần như bị chính tựa game này chế nhạo. Cú twist này thực chất là một cái Deus Ex Machina được xây dựng từ những khuyết điểm của câu chuyện. Chúng ta đã miễn cưỡng bỏ qua những khuyết điểm ấy để tận hưởng cơ chế gameplay. Và giờ khi nhận ra game xóa bỏ hết những khuyết điểm ấy bằng một cái Deus Ex Machina khiên cưỡng, dĩ nhiên chúng ta hoàn toàn cảm thấy bị sỉ nhục. Deus Ex Machina vốn là một cụm từ tiếng Latin dùng để mô tả một công cụ đặc biệt với cốt truyện để nhằm giải quyết một tình huống khó khăn bằng những yếu tố không ai ngờ tới. Có thể là một nhân vật, một sự vật hay một tình huống nào đó bất ngờ xảy ra mà không ai lường tới đã đến và giúp giải quyết khó khăn kia một cách hoàn hảo. Thế nhưng điểm yếu của Deus Ex Machina là nó thường kéo theo những lỗ hổng khó lấp như tính hợp lý không được đảm bảo, hay thậm chí nó gây khó chịu vì đúng cái xuất hiện không báo trước. Xét trong phạm vi Bioshock, sở dĩ cú twist về thân phận của nhân vật chính ở cuối game là một cú Deus Ex Machina, bởi vì suốt game gần như không có một chi tiết nào lộ ra việc Jack vốn là con trai của Ryan cả, trừ câu nói "Would you kindly?" Mà câu này thì gần như không thể xem là một tình tiết hé lộ được. Các bạn có thể cảm thấy những lời chỉ trích trên khá là nặng nề, nhưng thật sự thì đây là một vấn đề đã được đem ra tranh cãi khá lâu rồi. Và sau cùng thì video này không phải là một video đánh giá game. Nếu định làm video về đánh giá thì chúng mình đã nói về những thứ hay ho khác của game rồi. Những khả năng đặc biệt cực kỳ thú vị, những vũ khí đa dạng, môi trường game tuyệt vời, kẻ địch khó nhằn, những sự tự do trong lựa chọn khám phá cùng hàng chục thứ khác rất tuyệt vời. Nhưng chúng mình không ở đây để nói về những lý do khiến các bạn nên chơi game này, cũng như là những lý do mà chắc chắn các bạn sẽ thích nó. Chúng mình muốn chỉ ra cốt lõi của game, về bản chất của game ở mức độ sâu xa nhất có thể. Chúng mình muốn nói về những khuyết điểm mà chúng mình thấy được, hay đúng hơn là cảm nhận được khi đào sâu vào game và thực sự hiểu được những gì mà nó muốn thể hiện thông qua cốt truyện và gameplay. Tiếp nữa, những lời phê bình ở trên là chắc chắn khiến nhiều người thấy lạ lẫm và có vẻ là nhỏ nhặt quá. Nền tảng của những lời phê bình ấy cũng khá phức tạp, và chúng mình nghĩ rằng không phải ai cũng muốn dành thời gian để suy nghĩ về vấn đề này. Thực sự mà nói, chúng mình chỉ hiểu được một phần của những gì được trải nghiệm với một tựa game như là Bioshock mà thôi. Ngôn ngữ của game vốn đã phức tạp và hiện giờ vẫn đầy hạn chế, cho nên để hiểu được chúng thôi đã rất là khó rồi, nhưng mà để truyền tải đến các bạn một cách dễ hiểu thì còn khó hơn. Vậy nên hãy cố gắng đón nhận những lời phê bình này, giả như các bạn có thể khó chịu vì chúng. Thực sự mà nói, dù đưa ra những chỉ trích có thể là khá nặng nề với Bioshock như vậy, nhưng vẫn phải khẳng định rằng đây là một tựa game xuất sắc. Những mâu thuẫn mà game tạo ra thực chất
không dễ để nắm bắt được. Cho nên thường thì đa số người chơi sẽ dễ dàng bỏ qua nó mà tận hưởng các khía cạnh khác của game. Suy cho cùng, BioShock vẫn là một tựa game quan trọng, một trong những kẻ kế thừa xứng đáng của di sản Immersive Sim, và trên hết là một tựa game tiệm cận với nghệ thuật. Và đây cũng là phần kết cho video. Như thường lệ, nếu thấy video này hay và hữu ích, đừng quên nhấn like và share. Còn nếu như đây là lần đầu các bạn đến với Game On, hãy nhấn nút subscribe và nút chuông thông báo. Mình là Vô Lý và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.